Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 4480 1070. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319 990 8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Cộng Lan Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã chọn Lê Sài Gòn TV theo dõi Cà Phê Sáng. Chúng tôi vừa nhận được một breaking news liên quan đến vụ điều tra tìm kiếm 4 công dân Mỹ chạy sang Mexico và kẹt giữa lằn đạn của hai bọn buôn ma túy và đây là cô Tay Maki, một người phụ nữ có sáu đứa con cư dân của South Carolina. Bốn người mất tích bị bắt cóc và FBI can thiệp, thậm chí họ trao tiền thưởng lên tới 50.000 Mỹ kim cho bất cứ ai cung cấp uh, bên phía Mexico ngay lập tức trong vòng 24 giờ đã mở cuộc điều tra và họ trong suốt đêm qua đi uh, truy lùng để mà tìm kiếm. Tin Breaking News sáng ngày hôm nay ghi nhận được họ đã tìm thấy cả bốn người, thế nhưng hai người đã chết, hai người bị bọn buôn ma túy bắn chết Mexico, hai người còn sống và hai người này vẫn còn bị thương trong bản tin chúng tôi sẽ gửi thêm quý vị chi tiết trong thời sự thế giới ngày hôm nay liên quan đến vụ mà điều tra và săn lùng bọn bùn ma túy dữ dội nhất tại đường biên giới với texas ở phía cực nam của tiểu bang texas mặc kỳ không biết còn sống hay đã chết theo một uh, cú điện thoại mà người mẹ ở south carolina nói với cơ quan fbi à, bà nhận được điện thoại lần cuối cùng khi cô Mạc Kỳ nói rằng nói với mẹ. Mẹ ơi, 15 phút nữa là con tới văn phòng bác sĩ. Ừ. Và cô Mạc Kỳ này đã từng sang Mexico có thể là giải phẫu thẩm mỹ làm đẹp. Cho nên lần này thì cô cũng đi sang đây. Thế nhưng trong lúc mà chiếc xe di chuyển vào trong thành phố đó, họ chạy ngang một con đường trong lúc hai bên đang chuẩn bị đánh nhau. Hai phe đảng, thì bản tin nói rằng có thể là họ nghĩ chiếc xe này nằm trong băng đảng của bọn buôn ma túy người Haitian gốc Phi châu, thì đó cũng là lý do mà dẫn đến cái chuyện mà bắt cóc bốn người này sau đó xử tử hình luôn. À, chúng tôi còn nhiều tin chi tiết nữa, mời quý vị cùng theo dõi trong phần tin thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo. Wow, cũng kíp quá. Đóng nghiệp vô cùng. Dạ, Thôi tiếp một cái tin đó vui hơn lạc quan hơn một chút. Đó là những ai là tín đồ của Tesla, có ý định mua Tesla <laughs> thì <đồ> hai, Tesla. <laughs> hai cái chiếc xe mà đắt nhất của Tesla đã được giảm giá. Oh, yeah. ờ, một chiếc đó là gọi là Model S thì cái chiếc này ừ. á sẽ bắt đầu có giá khởi điểm là 90.000. Oh, okay. 90.000 tức là giảm 5.3%, <laughs> giảm 5.3% là nhiều lắm đó. Rồi, cái chiếc thứ hai á đây là chiếc xe một trong là chiếc xe mắc nhất của uh, Tesla Tôi là Model S. Chiếc này, chiếc này có giá khởi điểm 100.000. Tức ngày là xưa nó 130, đã giảm, ngày xưa là 130 3 Giảm 9%. Giảm 9%. Đó, đây chỉ cái chiếc xe mà quý vị thấy nó có cái cánh lên, à. nó nhiều người mê chiếc xe này lắm, trong đó có anh Thụy. Việt Nam uh, mua thì chạy nhiều cho nên lắm đó. Á, là nếu như mà ai có ý định mua thì quý vị bắt đầu chuẩn bị uh, đến đối cái chuyện là dành tiền. đây là lần thứ 5 Tesla giảm giá xe lần thứ năm rồi kể từ đầu năm đến nay từ đầu năm nay mới có 3 tháng thôi giảm giá 5 lần rồi ờ, trong cái, cái 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 tình hình là cạnh tranh rất là nhiều với các hãng xe khác ờ, trước đó thì nhiều loại xe đã được giảm bây giờ đến những loại xe đắt tiền nhất của Tesla cũng giảm ờ, hôm trước thì anh Hoàng Trọng Thụy cũng đã có nhắc đến chuyện là Vinfast à, cạnh tranh với Tesla là Vinfast, yeah, <laughs> yeah. Tôi, ừ. Xin lỗi Ngọc Lan Tesla giảm giá bởi vì Vinfast giảm giá đó. VinFast giảm giá <laughs> ờ, Bây giờ xe mà để thuê cái... thuê xe của VinFast VF8 chỉ còn có 299 thôi. Với lại một cái chiếc nữa là 399, 3, 399 Cho nên là à. quý vị sẽ thấy rằng Ồ à, oh, nhưng mà cái đó đối với lại dân Cali cái tiền nó còn thấp hơn chút nữa chỉ có 274 đồng thôi là đối với VF8 Mướn à. 2 năm phải không? Thả? dạ, 40, mướn 2 năm 24 200 tháng. Ha, thay cây gì cái chiếc khác á Cái cái chiếc mà ở những tiểu bang khác phải trả 399 thì ở Cali chỉ trả có 274 đồng mà thôi, đó là cái giống như đặc quyền cho người California. Cho nên là quý vị nào cũng có um, muốn uh, tính đồ của VinFast thì quý vị cũng quý vị có thể suy không? nghĩ đến chuyện mà mua VinFast, xe VinFast. từ chết tới chết. Chết nhưng tôi mà, thấy là tôi nhưng thấy. Mà từ chết tới bị thương. Tôi đấy đang đang đi xuống vực thẳm đó. Thứ nhất là những cái tin tức theo dõi từ Việt Nam thấy ông phạm nhật vượng bây giờ đang gặp khó khăn lắm để mà tiếp tục kêu gọi cái nguồn vốn à, vốn à, liếng rồi phải trả tiền lời nữa quý vị hà rồi ngân hàng ở trong nước trong mấy ngày hôm nay đó xảy ra rất nhiều vụ là có người tới ngân hàng gì scb gì đó hả lấy rút tiền không được rồi những kẹt vốn à, vinfast lỗ 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 liên tục trong thời gian qua không có lời mà bây giờ đó muốn đầu tư tiếp tục đó là cạnh tranh mệt mỏi vô cùng bởi vì những đại công ty khác Honda, Toyota, Ford, vân vân là họ tiếp tục sẽ đổ tiền và họ cũng nghĩ tới những cái vùng đất màu mỡ để đầu tư xây dựng những cái nhà máy làm bình điện rồi tế tạo luôn nữa thì cái vốn liếng mà mấy tỷ Mỹ kim um, um, Vinfast hứa hẹn với um, sao hay North Carolina bên phía Carolina đó để xây dựng cái nhà uh, máy sản xuất bình điện rồi chế tạo xe luôn ở đây nữa mà bây giờ phải giảm giá kiểu này mà cho thuê còn có 200 mấy thôi tin tức thêm nữa mới đây hôm qua mới ghi nhận được họ nói giá trị xe cũ của xe điện đó, nó rất khủng khiếp so với giá trị xe xăng mà chúng tôi theo dõi cái giá công nhận ghê được Thế, th trước đây quý vị mua một chiếc xe Thí dụ như là Toyota Camry đi quý vị chạy một thời gian hết cái ly quý vị trả lại đó. Điều là vẫn lấy được chiếc xe đó 4 năm và trong cái điều kiện kiện tốt đó, họ certify để họ bán lại một cái giá rất là cũng cũng tốt lắm. Chưa kể là họ bán là còn kiếm được cái phân lời của cái người mua xe cũ nữa. Xe điện nó hoàn toàn khác. Bởi vì xe điện sau khi trả lại cho dealer để mà dealer tìm cách bán lại đó, cái giá nó quá thấp luôn nữa bởi vì mà xe điện thật sự là Ngọc Lan vẫn còn hơi uh, mình cũng chưa có cái tâm lý thoải mái để đi xe điện thứ nhất à. thứ hai là cũng chưa có tiền mua nhưng mà có người nói như thế nói này vậy Ngọc thôi Lan à, vậy người ta nói <laughs> uh, xe xe người ta chạy xe điện á là để tiết kiệm xăng không có xài xăng nữa bảo vệ môi trường nhưng mà nhiều người đang nói trời ơi chặt chặt tiền chặt điện đó tiền điện mỗi tháng trả lên nhiều lắm mà đâu có, tôi mình thấy chưa có kiểm nhiều. chứng lại có nhiều người đa phần họ chạy nhiều. xe điện là bởi vì khi họ trạc uhm. ở trong những cái công sở họ nơi họ đi làm á có cái chỗ đó free cho nhân viên Cho điện điều đó rất là lợi. Đó. lợi nhưng mà những người nào mà gắn cái trạc đó ở nhà đó họ nó trả tiền điện nhiều lắm nhưng mà so với chuyện quý vị trả tiền xăng đó, tôi 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 so sánh rồi nó thấp hơn nhiều lắm à, thì còn khó. có đâu 1 phần ba một phần tư thí dụ mỗi một tháng quý vị đổ 100 đồng tiền xăng đó sang cái tiền điện quý vị trả từng ba chục bốn chục thôi à đó nó không có nhiều cho nên xe điện vẫn lợi có điều à, đây là cái chuyện mà của những cái nhà hoạch định tài chính họ nói bỏ một lúc mấy chục ngàn đô la mua một chiếc xe điện trong khi chiếc xe xăng của chúng ta vẫn còn không xe xăng cũ mình đang chạy đó ừ. không mình đã trả xong hết rồi bây giờ nhiều người mê đó bỏ một đóng tiền ra mua trong khi chiếc xe cũ này phải bán lại trong lúc đó đó sì. cái tiền mà họ bỏ vào trong chiếc xe điện này để họ tiếp tục giữ cái xe xăng chạy vừa tốt thì cái tiền xăng đó đổ ra cho mặc dù có xăng nhưng mà tính ra là vẫn có lợi về lâu về dài hơn rất nhiều so với chiếc xe điện nhất là chiếc xe xăng bán lại vẫn còn có giá hơn chiếc xe điện bằng Nh nhưng mà một cái à, cái này kinh nghiệm từ một đồng nghiệp của Ngọc Lan nha nhắc nhở thí dụ như khi quý vị chuẩn bị mua mà xe xe điện đó phải coi cái chỗ cái nhà mình đang ở đó nhà thuê nhà mướn nhà gì đó cái ổ điện đó có đủ để mà làm đó, một cái bộ. cái chỗ mà cấm để trạc điện không vẫn đó là vấn đề mà ít ai nghĩ đến nhiều khi rinh chiếc xe về nhà rồi bắt đầu hỏi ôi lại bị không làm được cái chỗ trạc điện ở nhà Đúng do rồi. những cái nơi đó nó cũ kỹ hoặc là cái cầu giao dạ. điện nó nó không đủ cái ổ điện nó không đủ vân vân cứ phải đi ra ngoài đường trạc tốn tiền nhiều nha hai trăm mấy chục vô ừ. tôi nói hỏi sơ sơ cũng tốn từ một ngàn năm trăm mỹ kim cho tới bốn ngàn đô la để gắn cái hệ thống mà có thể trạc điện như vậy yeah. vào trong nhà của mình và cái chuyện đó phải xin giấy phép của thành phố bởi vì nhân viên thành phố phải xuống xem Có cái hệ thống điện như thế nào cũng phiền chưa kể là mình có cái hệ thống những ai nhà có solar panel nữa ừ. cũng phải thiết lập yeah. theo đúng cái, cái uh, tiêu chuẩn và cách cốt Nhất đầu các quý vị hả nhưng mà xe điện quá tuyệt vời, chỉ có 50 ngàn một chiếc thôi. 100 ngàn, xe có cánh. sẽ à, có cánh. <laughs> Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, chúng tôi tiếp tục theo dõi và gửi đến quý vị các bản tin cập nhật trong thời sự thế giới tạm chia tay với Ngọc Lan. Hẹn gặp lại anh tương tới, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai.